sang cánh rừng bên kia để gặp con trai. Nhưng mà bây giờ tối quá, con cho bà ngủ nhờ một hôm được không? Ơ, sao bà lại để bên kia không một cái gậy như này? Con cho ta ngủ nhờ lại ở đây một đêm nhá. Ta không cần nhiều đâu, ta ngủ dưới đất cũng được con nhá. Bà ơi, nhưng mà nhà của con chỉ có một cái giường thôi. Con ở bên giường con ngủ dưới đất nhé. Thôi, cứ để cho ta ngủ ở dưới đất đi. Con ngủ trên giường này nhá. Thôi, bà cứ ngủ trên giường đi. Con ngủ dưới đất cho. Con cần lại để cho biết giường này là con ngủ được. Ôi, con ngoan quá. Ta cảm ơn con nhá. Mai hôm nay đi đường ở cánh rừng lại chẳng có ai cả. Có nhà của con chứ còn không á. Một người thân già ngủ ở ngoài vùng xanh ta sợ lắm. Cảm ơn con rất là nhiều nhá. Thôi bà ăn đi rồi ngủ. Ừ, bà cảm ơn con nhá. Ừ. Ô, con đi trải tấm trải rồi hả? Ờ, thế ta cảm ơn con nhá. Không có con thì ta không có chỗ nào để ngủ cơ. Con ngủ ở đây liệu được không? Hay là lên giường ngủ đi con? Đưa ra cái ngủ ở đây được. Con nằm đấy ngủ luôn hả? Ta nằm nhờ đây của nhà con vậy. Mà đau hết cả lưng. Thế con ở đây một mình hả con? Thế à, ba mẹ con đâu? Ba mẹ con mẹ đi công tác rồi, hôm nào cũng thấy. Thế à, khổ thân con. Còn tốt bụng lắm. Thôi, ta ngủ nhá. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.